VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Mình rất vui có thể gặp lại các khách hàng của chúng ta trên video của VDA. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng VDA trải nghiệm một sản phẩm mới. Đó là chiếc Amly được coi là đắt như tôm tươi và bao nhiêu hàng cũng hết. Đó chính là chiếc Amly DF Audio 9900A Pro. Và với một mức bán hàng mà như vậy thì hẳn là âm thanh của chiếc Amly phải cực kỳ tốt và cực kỳ đỉnh không nào. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng Mỹ Linh trải nghiệm thử nhé. Và trước khi đi vào trải nghiệm âm thanh thì hãy cùng Mỹ Linh xem thử, cùng nhau chiêm ngưỡng xem về thiết kế của sản phẩm này. Đó, ra có thể thấy là với thiết kế hình hộp diêm rất là nhỏ gọn thì chiếc Amly này của chúng ta hoàn toàn đặt để ở trên kệ tủ tivi, và với cái màu sắc là màu xám bạc như thế này đó thì rất là sang trọng và tinh tế, khiến cho có thể tương thích với rất là nhiều loại nội thất trong phòng của chúng ta. Và khi Mỹ Linh miết ngón tay ở trên sản phẩm rất là mềm mại và mịn màng, rất là láng mịn, chúng ta hoàn toàn thể dễ dàng làm sạch sản phẩm này, không lo bị bám bụi hay là bẩn lâu ngày đó. Và với cái thiết kế tối giản, những cái nút rất là nhỏ gọn này là khiến cho chúng ta có thể dễ dàng sử dụng sản phẩm này, dù chỉ là những người không biết gì về máy móc hay thiết bị vẫn có thể là ấn và mở một cách dễ dàng. Đây là những nút điều chỉnh âm thanh này và nút tắt mở ở phía trước, và phía sau là rất rất nhiều cổng kết nối, chúng ta hoàn toàn có thể kết nối dễ dàng với loa thùng đó. Và đặc biệt hơn nữa đó là chúng ta phải để ý chiếc tem chính hãng của BF Audio cũng như là tem 3D của Bộ Công an ở đây, để tránh mua phải hàng giả và hàng kém chất lượng. Và với một thiết kế vô cùng xinh xắn như thế này nhưng mà chiếc Amly của chúng tôi lại có công suất lên tới 900W đấy. Vâng, vậy là chúng ta đã vừa chiêm ngưỡng được thiết kế rất là hoàn hảo và rất là xinh đẹp của chiếc Amly này. Và bây giờ hãy cùng Mỹ Linh trải nghiệm âm thanh của chiếc Amly này nhé. Mỹ Linh đã vừa nhờ anh kỹ thuật đã kết nối thành một dàn âm thanh hoàn chỉnh ở đây, và chúng ta sẽ thử theo thật nhiều dòng nhạc của chiếc Amly này. Và bây giờ sẽ là bài hát đầu tiên. Nhạc bắt đầu nổi lên rồi, mọi người có đoán được đây là bài hát gì không? Đó chính là bài Buồn của anh, một trong số những bài hot đang cực kỳ hot bây giờ đấy. Hai tay anh ôm sương dòng rất đau, đôi vai anh mang nỗi buồn rất lâu. Đây là với một bài hát trữ tình hơi buồn một chút. Thì bây giờ Mỹ Linh sẽ thử test âm thanh với một bài hát nhạc trẻ mà sôi động hơn một chút nhé. Mỹ Linh sẽ sử dụng kèm chiếc remote này để chúng ta điều chỉnh âm thanh, xem là chiếc remote này tiện dụng như thế nào nhé. Những nút này rất là dễ sử dụng đây các bạn ạ. Chúng ta sẽ tăng và giảm âm lượng ở đây. Đó. Đấy, điều chỉnh âm lượng vô cùng dễ dàng phải không nào? Chúng ta đã vừa cùng nhau trải nghiệm âm thanh trên chiếc Amly BF Audio K9900A Pro. Vậy thì chiếc Amly này khi mà chúng ta sử dụng hát karaoke thì sao nhỉ? Không biết âm thanh có còn được hay thế không? Bây giờ thì mọi người hãy cùng Mỹ Linh hát thử một bài nhé. Các bạn
bạn đã vừa cùng với Mỹ Linh test thử hai bài hát và đồng thời lại còn hát bài karaoke nữa đúng không nào? Và với cảm nhận của Mỹ Linh, riêng Mỹ Linh thôi, thì khi mà vừa hát karaoke trên cái dàn âm thanh của Amly này thì Mỹ Linh cảm thấy là vô cùng là tự tin. Bởi vì Mỹ Linh là người có giọng hát rất là yếu. Thế nhưng mà khi mà mình hát thì là cái độ lọc âm thanh của Amly này đã nâng đỡ giúp cho giọng của Mỹ Linh là nó thể thanh cao hơn và không bị chói tai này, mượt mà hơn này. Và khi mà những cái giọng mỏng yếu khi lên cao không bị vỡ tiếng. Mỹ Linh nghĩ rằng là những bạn mà giọng yếu này nhưng mà rất là đam mê karaoke thì hoàn toàn có thể lựa chọn sản phẩm này để chúng ta có thể thỏa sức là ca hát tại nhà mà không lo là giọng của chúng ta là có thể là bị vỡ hay là nghe bị không hay này. Vâng, vậy là các bạn đã vừa cùng Mỹ Linh trải nghiệm thử thực tế về chất lượng của chiếc Amly này. Và Mỹ Linh sẽ có một chút đúc kết khách quan thế này nhé. Thứ nhất là về cái mặt hình thức này, về thiết kế này, thì Mỹ Linh thấy là thiết kế này rất là nhỏ gọn và màu sắc thì vô cùng là tinh tế. Và thứ hai nữa là đi kèm theo chiếc Amly này, chúng ta lại có một chiếc remote riêng, rất là tiện lợi đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải có những xét khách quan, đó là chiếc Amly này còn có những cái nhược điểm rất là nhỏ thôi, đó là chiếc Amly này hơi bị kén loa một chút. Vậy cho nên là khi mà bạn ra cửa tiệm mua Amly thì bạn nên để cho nhân viên của Vidia tư vấn thật là kỹ để lựa chọn được những chiếc loa làm sao cho phù hợp với chiếc Amly này để mang tới những trải nghiệm âm thanh cực kỳ tốt nhé. Quý vị và các bạn ơi, chiếc Amly BF Audio 9900A Pro hiện tại đã được bán trên Vidia với giá chỉ có 9 triệu đồng thôi, kèm theo đó là 2 năm bảo hành và tặng kèm theo 2 chiếc micro có dây. Và đặc biệt hơn nữa là với 99 khách hàng đầu tiên khi mà đặt mua sản phẩm của chúng tôi sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi cũng như là những phần quà hấp dẫn hơn nữa. Và có rất nhiều khách hàng đã liên hệ và đặt hàng rồi thì còn chần chừ gì nữa để trở thành những khách hàng may mắn tiếp theo đúng không nào? Quý vị và các bạn hoàn toàn có thể comment ngay dưới video này hoặc là nhấc máy lên và gọi điện cho chúng tôi để đặt hàng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.